Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu hộp đường sáo như trên hình đây. Đây. Loại này khá là chắc chắn và khá là dày và mình có thể dùng rất lâu dài. Đấy, đường kính của nó là khoảng tầm 8 cm và đựng được khá nhiều sáo. Ở trong này 12 cái sáo đô bạn nhé. Đấy, nếu các bạn mà muốn đựng thì có thể lấy loại này, dài khoảng 60 phân và mình có thể kéo dài ra bạn nhé. Và loại này á thì nó là sẽ là xoáy vào như này. Đấy, bạn là mình xoáy vào. Không như các loại khác, các loại cái loại kia nó rẻ hơn nhưng mà nó sẽ bị tuột ra rất là dễ. Nó không phải là xoáy như này thì nó tuột rất là dễ. Đấy, thành ra mình lấy này. Loại này 60 phân và kéo dài ra khoảng tầm hơn 1 mét. Tầm 1 đây. 1 mét 10 phân. Đấy, rất là dài, bạn phải đựng tiêu hoặc là vật dài khoảng tầm 1 mét 1 mét 1. Đấy. Và có các màu khác nữa bạn nhé, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Và nếu các bạn muốn cần thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0965997695. Vâng, xin chào các bạn.